khi mà mình làm cho công ty của mình á, thì mình cũng làm quan hệ đối tác nữa, thì mình có rất là nhiều các cái đối tác cùng lĩnh vực. Thì giống như là làm bất động sản thì sẽ liên quan đến các cái lĩnh vực như là trang thiết bị, thiết kế nội thất, nói chung là tất cả các những cái hướng mà liên quan tới cái nhà của mình đều là đối tác của mình hết. Thì khi mà học kỹ năng MC là cũng có mình cũng có làm cái personal branding, tức là mình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, các cái clip của mình làm cho công ty, cái sự kiện mình dựng có các đối tác tham gia thì họ thấy hình ảnh của mình, nói ô MC Trung Hiếu đó. Dần dần thì họ đều gọi Trung Hiếu là MC Trung Hiếu luôn, và trong mắt của họ bây giờ, trong mắt đối tác vừa là Trung Hiếu vừa là MC Trung Hiếu nữa. Vì vậy mà khi mà họ cần đọc TVC quảng cáo thì họ nghĩ ngay tới mình, họ nghĩ ngay tới mình, hoặc là họ cần đóng TVC, họ thấy một cái nhân vật phù hợp với lại cái TVC của họ thì họ cũng liên hệ với mình đó. Thì bây giờ cái chỉ trong vòng 8 tháng khi mà Trung Hiếu bắt đầu học MC Canopy thôi, thì các cái đối tác liên hệ với Trung Hiếu để làm các cái clip hiện dựng nè, đóng TVC và đọc voice cho cái doanh nghiệp của họ rất là nhiều. Và bây giờ nhiều khi mình phải từ chối bớt bởi vì không có quá nhiều thời gian. Cái nào mình có thời gian mình nhận thì mình nhận.